rồi cái bắt đầu mình đảo 77-49 lần, ai yêu ăn cay thêm thì cho ớt thêm, còn nhà chăm vậy là ok rồi mọi người. Rồi, ồ, hành phi nhà làm ngon như nhà làm, cho vô miếng tợ tiêu nữa ba. Quy trình lọc nước phải không? Ừ. Rồi. À. Trời mưa lạnh về cái anh bạn già nấu nước nóng cho chăm tắm. Trời ơi, tắm ra xong cái nó thoải mái ghê mọi người. Bây giờ đi ra thấy mướp vô nấu canh ăn. Chiều nay trời mưa bão mọi người ơi. Trời mưa bão thì ăn món gì là ngon ta? Cá khô chiên hả? Thiệt, cái món ngày mưa bão chỉ có mì tôm với lại cá khô chiên là có thể dự trữ được lâu thôi mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của YouTube Chăm Móc. Chiều nay đi thu hoạch mướp mọi người, mặc dù trời đang mưa lâm râm. Trời ơi, hạt giống chăm gieo nó lên rồi nè mọi người. Thấy cưng ghê không? Anh bạn già đang ra đây chăm về chăm tắm rồi mọi người. Ổng nấu nước nóng cho chăm tắm á, bây giờ ra đây nữa. Cái mướp nó ra nè cô chú anh chị ơi, lừ hết trơn nè. Cái đây không? Trời ơi, cái kìa. 3, 4, 5, 6, 7 cái. Ở đây nữa nè mọi người. Cái mới cắt đây nè. Một quả nữa nè. Ôi, chiều nay chỗ chăm quá trời chim én luôn. Rồi dập dìu mùa xuân theo em về. Hồi nãy á, em ra là bắt đầu đạp số Visga đi về nhà. Đường về nhà là vào tim ta, dấu nắng mưa gần xa. Thất ba phan xanh, nhà vẫn luôn chờ ta. Để em cắt thêm mùng tơi. Ôi, nhà trồng rau gì ăn rau đó, khỏi mua mọi người ơi. Không tốn tiền chợ búa. Bữa nào có nấu đồ món hay gì mới đi chợ mọi người. Chiều nay trong tủ lạnh còn gì ăn đó, ra vườn có rau gì hái rau đó mọi người. Mưa bão rồi. Chúc cho đồng bào miền Trung qua được cơn bão lớn. Từ nhỏ tới lớn Tâm chỉ chứng kiến được có một cơn bão là nhà Tâm bị sập luôn á mọi người, là năm 2007. Lúc đó Tâm học lớp 12. Trời ơi. Bão xong nhà Tâm sập luôn, tan hoang luôn mọi người. Đi vô. Như rau đây được rồi nè, lặt thêm nha. Bỏ vô đó luôn, đi vô chổng rồi gọt. Cái nè, bọn nè, được còn ngọn rau dền là ba hái sót nè. Được, gọt luôn đi. Thôi đem gọt cho. Nếu một mai tình lỡ làm sao đền, đêm một mai chia đôi người đôi nhà. Gieo mấy cây dừa leo lên. Em cái nào em gieo là em biết, còn anh gieo thì em không biết. Nhà không có gì nhiều bằng mướp mọi người ơi. Mướp với rau ăn hoài với cũng ớn, mà ăn vậy thì đỡ tiền chợ mọi người. Xứ lạ quê người, ăn vậy thì đỡ tiền chợ mà trồng rau nó cũng vui nữa mọi người ơi. Tự nhiên rau mình tự trồng tự ăn thấy nó vui. Đây là bức tâm thư của cô giáo Kiệt để lại cho Kiệt hôm học cuối năm học lớp 3 nè, chúc Kiệt học giỏi. Em sẽ lấy khô ra mọi người. Đây. Em còn miếng khô, em sẽ lấy ra làm chiên, chiên ăn với canh. Món ngon mùa mưa bão nha mọi người, đặc sản mùa mưa bão đó. Khô của bé Kiều. Khô của bé Kiều vào công tặng trăm toàn nè mọi người. Hôm nay sẽ lấy ra chiên. Cắt ra và chiên. Khô này bé Kiều dặn là chị phải chiên trong dầu nhiều á, nó mới giòn, nó mới phồng cái da lên. Một hồi chiên xong rồi nấu canh rau với mì tôm thôi mọi người, mà coi như xong bữa cơm chiều nay của nhà chăm á. Đợt bé Kiều tặng cho chăm cá khô mà còn cho thêm hũ mắm me nữa nè mọi người. Bây giờ chăm sẽ đi chiên cái khô này xong rồi bắt đầu đem sốt mắm me luôn. Rồi ăn cơm. Hỏi cậu ở nhà có mưa không con? Có hả? Mưa lớn không? Hả cậu ăn cơm chưa? Nói mẹ con đang chiên khô nè. Bỏ vô hầm mà lằn luôn mọi người. Thì chiên phồng lên nó mới giòn mọi người. Bữa bé Kiều dặn vậy đó. Trời bão mà không đi chợ đi búa được thì chỉ có cá khô thôi. Cá khô mới để được lâu. Gấp ra cô chú anh chị ơi. Giờ nó giòn rồi này, để nguội là nó sẽ giòn lắm. Nhưng mà Trâm sẽ sốt me vô luôn mọi người, cho nó ám vô đây luôn, dính me vô đây luôn, ăn luôn. Trâm sẽ cho cái nước me vô đây luôn. Đó. Xong rồi cho thêm một miếng nước mắm với miếng đường nữa mọi người.
với miếng ớt nữa là xong, miếng tương ớt nữa là cho nó sẽ vừa ăn luôn. Tí nước mắm nữa. Xong rồi chị cho vô một miếng tương ớt. Ơ tờ ớt. Ớt nhà ai chín đỏ cây, hỏi em đi học hay hay má tròn. Đó. Rồi cái bắt đầu mình đảo 47-49 lần. Ai ưa ăn cay thêm thì cho ớt thêm, còn nhà chăm vậy là ok rồi mọi người. Rồi tắt bếp. Giờ làm nồi canh mì tôm nữa là xong. Chăm sẽ cho nước sôi vô mọi người. Nước chăm đun sẵn rồi. Đó. Đằng nào cũng trả tiền, một trả tiền điện, hai trả tiền ga, trả đầu nào trả. Đầu đun nước sôi nấu cho nó nhanh. Xong rồi chăm sẽ cho cái mướp vô trước nha mọi người. Chưa nêm nếm gì hết trơn á. Cho mướp vô trước. Xong rồi nêm vô đây một muỗng hạt nêm mọi người. Đó. Muỗng hạt nêm được rồi, lát nữa bỏ mì vô xong rồi chăm sẽ nêm nếm lại. Mì gói đâu mất tiêu rồi, mì gói. Đây, mì gói đây. Đây là mì bữa năm Xuân tặng cho chăm. Mì thì mọi người bóp cho nó hơi bể bể ra chứ đừng có để nó dài quá. Đó. Này chăm nấu khoảng nửa gói thôi mọi người. Để nó nở dữ lắm. Đó. Để đây. Còn đây là phiên bản hành phi mọi người. Đây là phiên bản hành phi của anh bạn già đêm qua. Trời, anh bạn già phi hành mà chăm nói cười muốn gớt găng luôn mọi người ơi. Giòn gụm luôn. Tới bây giờ vẫn còn giòn. Mốt kêu anh bạn già mở thương hiệu hành phi anh bạn già bán. Lát nữa em sẽ cho vô cái nồi canh này. Thấy không? Phải còn cái canh đục là còn cái động chia phải không? Đúng không? Hả? Xe ăn cá nục hả? Thấy không? Không. Hỏi ăn cá nục hả? Không. Không hả? Không thì nhịn nha. Nha. Sia. Nhịn không? Hả? Con nhịn ăn không? Con nhịn ăn cá không? Chăm mãi chơi với bạn Si. Bên đây bạn già nấu luôn rồi mọi người. Không hết thì để lại anh. Cho mì tôm vô xong rồi cho gói súp của mì tôm vô luôn. Đó, cho gói súp vô trước đi. Đó. Ngon lành, tắt bếp nha. Tắt bếp. Rồi cho hành phi vô đi anh. Có canh mì tôm rồi cô chú anh chị ơi. Rồi. Ồ. Hành phi nhà làm ngon như nhà làm, cho vô miếng tợ tiêu nữa ba. Ok. Vừa ăn chưa? Kiểu thanh thanh sao ha. Kiểu tươi tươi mát sao ha. Rồi. Có món canh ngon mùa mưa bão rồi mọi người ơi. Bây giờ mời mọi người ăn cơm với nhà chăm nha. Ngọc chén ăn cơm rồi chứ. Kiếm đi con. Đi giá với cơm cho mẹ. Xách được cơm lên cho mẹ đi. Xách được cơm lên con. Đây là món thịt. Bạn nào chưa xem cái tập hôm qua làm thịt thịt bọc trứng cút thì xem lại, còn miếng mọi người hôm qua ăn chưa hết. Đó. Rồi. Hấp dẫn. Thịt ăn tô phải không? Dạ. Tô hả? Dạ. Mời cô chú anh chị ăn cơm với nhà em. Kiệt bệnh rồi cô chú anh chị. Nó bị sàn tí. Cái gì? Giòn ngon kìa. Con xin ăn hả? Con không có con cá, lặng lại con lại ăn cá đi. Con lại ăn cá đi. Hôm nay mẹ ăn cơm bị tôm, không có gì ăn hết. Con muốn xin cá khô hả? Không xin được. Ơi ơi gần nó ra kia ngồi luôn rồi. Hả? Phải vậy chứ, phải nghiêm túc vậy chứ. Kìa con ăn thử cục thôi ngon lắm con. Chua chua mặn mặn một ngọt. Thử không? Thử miếng thử đi. Nó mè. Thử đi, thôi. Thử đi, thử đi.
giòn như tim nữa. Ăn ngon hả ba? Hay ba húp liên tục hả ba? Món ăn ngon nhất là cái món, là món ăn của mình đói nhất. Rồi nhỏ ba là chuyên gia ăn canh tôm. Mẹ em vậy liền. Mẹ em vậy. Bà ngoại đi làm cho mà ăn kẹp con lắm, canh tôm cho ăn không? Mà phải đổi miếng tức mỡ nha. Nó canh mì tôm bỏ vô miếng tách mỡ mà mỡ rồi đó, tháng một lần một cái hũ mà bỏ vô cái hũ sành á. Rồi ăn mì tôm hai cái là tôi giấy. Ừ đúng rồi, mì mini kép. Mini kép phải không? Mì giấy. Sao mà cho vô miếng ha? Miếng này miếng mỡ heo mình chèn ăn, mình nó ăn vậy là khổ lắm. Hồi nhỏ mình hả, mẹ suy nghĩ là mẹ không biết nhà mình ăn vậy mà nhà ta có ăn vậy không. Mẹ nghĩ là ngày người ta sẽ ăn trước ở nhà mình đó. Mưa không ăn cá ăn tép là khổ lắm, ăn thịt mới sướng. À, tại vì mình không có, mình mới nhà mình không có điều kiện, mình mới đi bắt cá bắt tép về mình ăn. Người ta có tiền là ta mua thịt ra ăn không à, mua cá biển ta ăn không à. Còn ăn cá đồng á là giống như cực khổ lắm, tại vì mình đi tự đi chài đi nhám thì mình có ăn rồi. Còn bây giờ nó ngược lại. Bây giờ ăn đồ đồng là gọi mới gọi là đẳng cấp. Rau sạch mà đồ đồng nữa là thôi. Cốt lõi là tại vì người ta muốn tìm hương vị quê hương, không biết không? Cái cốt lõi nó nằm ở chỗ cái giá trị tinh thần á. Mặc dù ở Sài Gòn bỏ tiền ra là có, bỏ tiền ra là có. Miễn con tìm được nguồn hay là con sẽ mua được mà. Cái hương vị quê hương là con sẽ được tìm, rất là khó. Nhưng đa số dân Việt Nam là kinh tế. Ừ. Là kinh tế nó không có giàu, nó không có nghèo, và nó chỉ cỡ là kinh tế nó cũng không có nghèo. Ba mình cũng có nghèo thế chứ. Canh ngon quá thiệt luôn á, úp nghe nó đã trời. Mặc dù nồi canh hôm nay không có gì, chỉ có rau và nước thôi. Chiều nay nồi canh cũng nhanh hết nữa hả? Hả? Chắc nấu đúng hợp khẩu vị của anh hay gì vậy? Hỏi ăn này với cô cá muối xúc cà. Cá muối khô. Thấy khô em làm thì ngon không? Hả? Ngon không? Ngon là để chấm không không? Mì sói luôn nó ngon không? Nó thấm hơn không? Ăn hay uống nước hay không? Mặc áo dài tay luôn. Thôi mặc áo dài tay luôn. Mình ra trong lớp lạnh đúng không? Mày lại là có mã tay dài không? Có, đây đem áo khoác vô lớp mà không không? Được á. Trời cứ mưa nắng sập sùi rồi. Nhét cơm nhẹ nhẹ thôi được cho nó tiêu. Trời ơi, cái bịch sử. Thôi ta nói rồi, đi về thiếu bịch sử. Bởi vì ta nên ăn đủ á, thấy không? Ăn đủ nó sẽ ít kêu hơn ăn muỗng. Đó. Mình dân Việt Nam mình ăn sao trẻ mình. À, vậy á. Là không gò bó đúng không? Miễn cho thoải mái là được không? Giờ mình đỡ mình đi ra ngoài ăn mình cũng biết tắt nguyên tắc lịch sử tối thiểu chứ. Có nghĩa là con ở nhà mình ăn sao cũng được hả? Mình bị dặn con để biết ra ngoài con vô nhà người ta người cứ bỏ ấy. Hiểu không? Muốn ăn không? Nhưng mà ở mình khi mình đến nhà người khác sẽ rất là gò bó nên là con phải biết những nguyên tắc tối thiểu, đúng không? Vậy? Mà mình cứ sang nhà người ta đâu. Mình cứ sang nhà người ta thì mẹ dặn vậy thôi. Sao mà con đi học thì tự nhiên là con sẽ lên lợi ra học, yên tâm đi. Ngon quá. Ba định cho nó một miếng ư? Hả? Ba thương con si quá rồi. Đi. Hả? Hồi đó mẹ học bà chú. Bà hỏi ô tô nữa đi. Hồi đó mẹ học bà
thoải mái chứ không? Đó là khoảng thời gian ký ức đẹp, cái thời gian đó là mẹ với ba quen nhau á. Có gì tên nè. Dạ hả? Thôi đi thì phải bye bye cô chú anh chị chứ. Bye bye cô chú anh chị. Rồi bây giờ nhà Trâm ăn cơm xong rồi đó mọi người. Mẹ có bột ăn nè. À. Là mình sẽ để quy trình sao? Lịch ra nữa. Ủa đi học rồi phải xét từ lịch ra nữa hả? Đâu, chỉ cho mẹ thôi. À sao? À quy trình lọc nước phải không? Bây giờ nước bị ô nhiễm hay gì lọc lại hả? À sao? Rồi. À. Rồi chương trình giáo dục thường thức rồi sao nữa? Bây giờ là ủ vòng tròn với chữ nước nè. À. Nước nhưng mà lấy gạch ra là nước bẩn. Là nước gì? Nước bẩn đúng không? À vòng tròn là nước mà gạch ra là nước bẩn rồi. Ở đây con dấu ít. Dấu ít cát. À. Rồi bột than nè, bột than là con sử dụng chữ T đi. Rồi. F đi. F hả? Rồi bột than là chữ F rồi. À, đó là quy trình lọc nước đó hả? À, một quy trình lọc nước rất là đơn giản vậy đó hả? Ôi là trời, chiều nay ăn canh, ăn gì? Ăn cơm với thịt kho với canh mì tôm không mà thông minh dữ quá trời. Cô tiến sĩ bảo gì vậy? Chị mẹ quy trình lọc nước luôn. Đúng không? Chị đúng không vậy? Hả? Bye bye mọi người.